Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Chu Nguyên Minh Thủ. Nguyên Nhi, hu hu, hắn vậy mà thật sự có gan dạ đi nghênh kích thánh giả. Chu Nguyên Minh Thủ. Hắn là vì bảo vệ cho chúng ta. Chu Nguyên Minh Thủ, cảm ơn. Chu Nguyên Minh Thủ, hy vọng ngài sẽ không gặp tai họa nữa. Chu Nguyên, xem ra ngươi đã lấy được lòng người của vô số sinh linh thương huyền thiên. Chỉ đáng tiếc chỉ là mấy lòng người của sâu kiến, không có tác dụng gì. Ta sẽ đứng trước mặt của bọn họ, đem hy vọng của thương huyền thiên này triệt để giết chết. Thánh Nguyên, ngươi sai rồi. Lòng người mặc dù là nhỏ, nhưng chưa chắc là vô dụng. Còn cứng miệng, đi chết đi. Chu Nguyên Minh Thủ, không đúng, có một luồng sức mạnh đang còn bảo vệ cho Chu Nguyên, đồng thời hấp thu công kích của Thánh Nguyên, đó là Thương Huyền Thánh Ấn. Thánh Nguyên lão cẩu, lại không thể giết được ta rồi. Sao có thể chứ? Thương Huyền Thánh Ấn vô chủ sao có thể bảo vệ cho hắn được? Bây giờ sinh linh của Thương Huyền Thiên đều đang còn chúc phúc, trợ uy. Thương Huyền Thánh Ấn vô chủ sẽ nhận ảnh hưởng của bọn họ. Vì thế mới lại gần ta. Lòng người chó rắm không bằng, chỉ có sức mạnh mới có thể nắm giữ tất cả. Lôi Lai, người bạn cũ, năm đó làm ngươi nát bét, đừng trách ta. Xin hãy đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.